Microsoft và Apple đều đã phát hành những chiếc tablet với mục đích thay thế laptop truyền thống, vậy đâu là lựa chọn thích hợp dành cho các bạn? Microsoft và Apple luôn cạnh tranh nhau từng đường đi nước bước để cho ra đời những sản phẩm có thể đứng cạnh nhau trên kệ hàng, khiến người dùng phải đắn đo cân nhắc khi lựa chọn mua. Và trong video ngày hôm nay thì chúng mình sẽ cùng điểm qua 5 điểm cần chú ý trước khi mua hai sản phẩm của đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc này các bạn nhé. iPad Pro được ra đời vào năm 2015 và đã trở thành đối thủ trực tiếp của dòng Surface Pro. Và cả hai nhà sản xuất này đều có mong muốn là tung ra sản phẩm những tablet có thể thay thế laptop. Cũng như là các loại iPad khác thì iPad Pro có thể sử dụng kèm theo bàn phím là Bluetooth và một số loại bút cảm ứng. Điểm khác biệt ở đây chính là sự tích hợp của bàn phím Smart Keyboard và bút Pencil, tương tự như là những phụ kiện bàn phím Typecover và bút Surface Pen của Surface Pro. Cả hai thiết bị cùng giống nhau ở chữ Pro này nhưng có rất nhiều điểm khác biệt. Đầu tiên hãy cùng nói về hệ điều hành. Xét về khả năng đa nhiệm thì Windows 10 Pro của Surface Pro chắc chắn là hơn iOS trên iPad Pro. Bạn có thể chạy các phần mềm Win32 đầy đủ cùng với cả Flash và Java đối với thiết bị chạy hệ điều hành Windows 10, trong khi iOS chỉ cho phép bạn tải và cài đặt các ứng dụng trên App Store. Tuy nhiên thì nếu mà xét về tính bảo mật, chắc chắn là iOS lại hơn là Windows. Thứ hai, đa nhiệm. Như đã nói ở trên thì iOS cũng không thể chạy đa nhiệm tốt như là trên Windows 10. Bạn có thể mở 2, 3, 4 hoặc nhiều hơn cùng một lúc các ứng dụng trên cùng một màn hình và chuyển đổi nhanh giữa chúng. Người dùng cũng đã quá quen thuộc với việc quản lý và chuyển đổi file giữa các thiết bị cùng một hệ điều hành Windows. Nhưng với iOS thì thao tác này bị hạn chế khá nhiều vì iOS cũng không có trình quản lý file hoặc là folder, mặc dù là có thể cài từ một bên thứ ba. Surface Pro được nhà sản xuất tích hợp bàn phím Typecover có giá khoảng $129, còn bàn phím Smart Keyboard của Apple có giá là $159. Cả hai loại bàn phím này thì đều được đánh giá là mang lại trải nghiệm gõ phím tốt, nhưng có một điều mà Typecover chắc chắn là hơn Smart Keyboard, đó là ở trackpad. Bút Apple Pencil và Surface Pen đều có giá tương tự nhau, nhưng ở điểm cộng cho Surface Pen đó là có thêm cục tẩy ở trên đầu, khá là tiện dụng. 4. Về kết nối, Surface Pro tuy mỏng manh nhưng có đầy đủ các cổng kết nối như một chiếc laptop thực thụ, đó là cổng Mini DisplayPort, cổng USB 3.0, Surface Connector và cùng với đó là jack cắm tai nghe 3.5, trong khi iPad Pro thì có duy nhất cổng Lightning, 5 pin. iPad thì có thời lượng pin được đánh giá khá cao và Surface Pro thì cũng không hề kém cạnh trong khoản này. Trong bài thử nghiệm xem video của CNET, iPad Pro trụ được khoảng 15 tiếng 38 phút, cùng với đó là Surface Pro là 8 tiếng 25 phút. Nhưng với thế hệ mới là Surface Pro 2017 thì thời lượng pin cũng đã được nhà sản xuất tăng lên rất nhiều, đó là khoảng 13,5 giờ, rất sát sao với iPad Pro. 6. Camera. iPad Pro có camera sau tương tự trên iPhone 7 với tính năng chống rung quang học và quay video 4K. Bên cạnh đó thì màn hình của iPad Pro cũng có gam màu rộng hơn, phù hợp với chuẩn màu để chỉnh sửa phim. Surface Pro cũng có camera sau 8MP, có chức năng lấy nét tự động và camera trước 5MP, hỗ trợ tính năng nhận diện khuôn mặt với Surface Hello. Tuy nhiên, xét một cách tổng thể thì Surface Pro có nhiều điểm tiến sát hơn đến tiêu chuẩn của một chiếc laptop truyền thống. iPad trong khi đó thì vẫn thiếu một số những tính năng chuyên nghiệp cần có để thay thế tốt cho laptop. Bù lại thì nó mạnh hơn ở tính bảo mật, các tính năng liên quan đến giải trí, tiêu thụ nội dung và thời lượng pin. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng mình. Xin chào và hẹn gặp lại!